một vị tu hành gần đây đã khiến cho cư dân mạng phải dậy sóng với những bài giảng của mình. Ví dụ như là lúc còn trẻ mà đi du lịch nhiều thì về già sẽ bị liệt một chỗ, nên là dứt khoát đừng đi chơi nha. Đây, ví dụ như là vào ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mà đi biển chữa lành thì bất ổn rồi. Không những mắc phải tội đi du lịch mà còn mắc phải tội ăn hải sản. Theo lời thầy mà ăn hải sản ấy là hết phước đấy nha. Đúng ra ấy là phải đi những nơi tụ tập tâm linh để mà giác ngộ, để mà làm từ thiện cúng dường. Riêng về chuyện cúng dường thì các thầy còn có những phát ngôn hết sức gây tranh cãi như sau: cúng chuyển khoản và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa, hay là bỏ tiền vào thùng phước sư tại chùa. Nó thuộc về ba cách thức cúng dường khác nhau. Tôi thì vẫn khích lệ các việc cúng dường qua việc chuyển khoản. Thầy bảo trời ơi, Phật không, Phật dạy cho các Phật tử mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, chịu khó bố thí đi. Không bàn đến chuyện là đúng hay sai trong những bài giảng này, thế nhưng mà không biết các bạn có nghĩ giống tôi không, đấy là người tu hành mà cứ nói đến chuyện tiền tài vật chất còn đong đếm nhiều hay ít thì nó cứ thế nào ấy. Quả thật là trong những năm gần đây, những lùm xùm xung quanh việc bố thí và cúng dường đã trở thành chủ đề nóng trong xã hội, khiến cho không ít người lo lắng rằng thời mạt pháp trong dự ngôn của Đức Phật đã đến. Các con đang được chiêm ngưỡng kim thân vua của đất nước Việt Nam, vua thế giới, vua cha Phật Hoàng Ngọc Đế xuống cứu độ tất cả các con. Cha rồng mẹ tiên quay trở lại để cứu độ tất cả các long nhi phượng nhi trải qua đại nạn kiếp. Và đệ tử mình nuôi nó ăn học cũng phải đóng tiền trường, cũng phải cần tiền. Và xây dựng chùa chiền cũng cần tiền. Không có làm trên cái cuộc đời này, trong xã hội này gì vượt qua khỏi chữ tiền. Những gương mặt mo vừa rồi là những kẻ giả tu đã bị pháp luật chỉ mặt đặt tên. Các bạn hẳn là đã nhận ra Nguyễn Minh Phúc, kẻ giả mạo tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là Thích Tâm Phúc. Ông ta thường xuất hiện với những hình ảnh, hành động như là ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hột vịt tộn, và có những phát ngôn gây sốc, trái với truyền thống Phật giáo của Việt Nam, xúc phạm tôn giáo. Ấy thế mà lạ một cái là Nguyễn Minh Phúc lại có thể ung dung hành nghề sư giả cầy trong suốt 13 năm, có con nhang đệ tử, lại còn lừa đảo được một khoản tiền lớn nữa cơ. Một ví dụ khác, sau Tết âm lịch vừa rồi, thành phố Đà Nẵng phát hiện ra một sư giả đang đi khất thực. Đây là cuốn sổ mà ông ta ghi lại số tiền nhận từ các nhà hảo tâm. Trong suốt 2 năm thì ông sư giả cầy này đã lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người và thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dự ngôn rằng nhân loại sẽ đi vào thời mạt pháp, có nghĩa là con người không còn có pháp trong tâm để ước thúc bản thân. Điều gì cũng dám làm, điều xấu nào cũng dám phạm, dẫn đến đạo đức ngày càng suy đổi. Ngày nay thì xã hội nhìn đâu cũng thấy hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả, điệp giả, học vị giả, đến cả sư cũng giả nốt. Thế nhưng không chỉ có sư sãi giả gây phẫn nộ, mà đến cả sư sãi thật cũng bộc lộ nhiều biểu hiện tha hóa. Vào năm 2019, dư luận chấn động về vụ bê bối trụ trì chùa Nga Hoàng là đại đức Thích Thanh Toàn đã gạ tình nữ phóng viên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giảng như thầy đấy, bất cứ chỗ nào mà như là lị nhạc thì thầy có nhiều đời thứ, nhưng mà thầy chưa một lần thầy có chút con, nhưng mà con thì thầy là có đấy, cho nên thầy nói là thầy chẳng làm lúc đấy, là lúc đấy thầy nói là có nhà, nếu mà con can đảm con gửi tên thua của con. Thế nhưng mà các bạn có biết vì sao mà ngay từ đầu nữ phóng viên lại muốn tiếp cận ông thầy này không? Nó bắt nguồn từ bài báo này. Vào năm 2008 thì ông Thích Thanh Toàn nằm mơ thế nào lại tìm thấy trong rừng rậm cái gọi là phế tích của ngôi chùa mang tên là Địa Ngục, nằm sâu trong rừng quốc gia Tam Đảo. Hơn 10 năm sau, vào những tháng cuối của năm 2019, một nhóm phóng viên của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh tác nghiệp tìm hiểu thông tin về dự án Tam Đảo 2 trị giá 25.000 tỷ đồng của tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo. Lúc này thì cái tên chùa Địa Ngục nổi lên như là một điểm tiếp cận đầu tiên của nhóm phóng viên hướng đến. Nữ phóng viên đóng vai đại gia ở nước ngoài về muốn đầu tư bất động sản ở Tam Đảo và chữa bệnh cho cậu em họ, cũng là phóng viên luôn, đã tiếp cận ông Thích Thanh Toàn và được ông dỉ tai là con nên đầu tư vào dự án Tam Đảo 2. Chùa Địa Ngục của thầy nằm trong lòng dự án này này. Đây sẽ là một dự án lớn nhất, sang nhất, đắt nhất và lãi nhất. Những năm gần đây, người dân đã chứng kiến một hiện tượng bất thường chưa từng thấy khi xuất hiện những dự án tâm linh rộng hàng ngàn hecta đất. Những công trình chùa to lớn này thường kết hợp với tour du lịch nên còn gọi là du lịch tâm linh. Thế nhưng có nhiều ý kiến cho rằng là các doanh nghiệp
đang móc nối với các nhà sư thoái hóa để lợi dụng triệt để việc kinh doanh tâm linh nhằm móc ví của người dân bằng mọi cách. Có những ngôi chùa rất hoành tráng với mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, lập nhiều kỷ lục trong khu vực lẫn cả thế giới. Lưu ý rằng là Phật giáo truyền thống nước ta không có các ngôi chùa to lớn như thế. Đó đều là những chùa mới xây. Du khách tới những nơi này lễ Phật, vãn cảnh thì không có gì là miễn phí hết. Dù không bị buộc phải chi tiền, thế nhưng ai tới đây mà chả phải sử dụng dịch vụ của chùa, như là phí gửi xe, vé sử dụng phương tiện nội bộ, vé tham quan các địa điểm, thuê hướng dẫn viên, thậm chí là có nơi đi vệ sinh cũng thu tiền. Đó là chưa kể đến vô số hòm công đức được đặt ở khắp nơi như là Thiên La Địa Võng vậy. Và cuối năm 2023, khi mà vụ lùm xùm xá lợi các Phật gây bức xúc trong dư luận, những tranh cãi khác liên quan đến chùa Ba Vàng một lần nữa lại được đào lên. Tại sao chỉ trong vòng 10 năm, từ một ngôi chùa gỗ với một vài phế tích, người ta rời non lấp bể, dựng lên một ngôi chùa to, hoành tráng trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông. Hơn thế nữa, thì tại sao những khu vực tâm linh như là chùa, tháp chỉ chiếm một diện tích vô cùng khiêm tốn so với tổng thể dự án dành cho các khu dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí? Đằng sau những đại công trình kiểu này là thiên nhiên bị tàn phá, cây rừng bị chặt phẳng, đất ruộng của dân thì bị thu hồi. Người dân muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp của rừng, của núi, vào chùa lễ Phật thì đều phải qua BOT của các doanh nghiệp, mua vé vào cổng và trả tiền cho nhiều khoản dịch vụ khác. Chùa thì rộng lớn, tượng Phật thì đồ sộ, cảnh quan thì hoành tráng. Thế nhưng thực tế, đó không còn là miền đất thanh tịnh để mà các nhà sư tu hành, mà nó tương phản với thực trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng. À, bây giờ bảo chùa Ba Vàng giàu rồi không cung nữa. Thế thì thầy bảo tại sao lại thế nhỉ? Chúng ta phải biết chọn thửa ruộng màu mỡ mà cúng, mà gieo. Và đó, mắt thấy tai nghe, phải chăng là thời mạt pháp đã tới? Câu trả lời là không. Hơn 2.000 năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, Phật giáo đã đi vào bản địa, tâm thức của con người. Các tăng ni Phật tử trước đó là đóng góp vào cuộc kháng chiến của toàn dân giành độc lập, thống nhất, sau đó là đồng hành với sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta không thể nhìn vào những hiện tượng suy đồi đạo đức của thiểu số để mang đi so sánh, đánh đồng, rồi gán cho nó một cách gượng ép để trở thành vấn đề tha hóa, đại họa mạt pháp cho Phật giáo được. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ giới ưu bà tắc làm thế nào để cúng dường tam bảo? Các vị Bồ Tát đã thọ giới rồi thì làm sao cúng dường tam bảo đây? Phật dạy: Thiện nam tử, phước đường ở thế gian có ba hạng, ruộng phước ở thế gian có ba hạng. Một là báo ân điền, hai là công đức điền, ba là bần cùng điền. Rồi bây giờ giải thích. Báo ân điền là gì? Nghĩa là cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng. Thứ hai, thì giờ có cha mẹ cho mình hình hài thể xác, ai cho mình hiểu biết? Sư trưởng của mình. Chữ sư trưởng là những bậc trưởng thượng và thầy tổ của mình dạy dỗ cho mình. Thầy giáo dạy cho mình chữ, thầy chùa dạy cho mình biết được giáo pháp, đạo đức. Cho nên chữ thầy á, nó có nghĩa là những người nào có khả năng chỉ dẫn cho mình. Bây giờ cái câu điền thứ ba là bần cùng điền, tức là tất cả người cùng khổ khốn đốn. Ủa sao kỳ vậy? Người nghèo mình cho người nghèo phước lắm. Tại vì người ta nghèo, người ta không có, cho người ta có, người ta xài, người ta sống có phước. Cho nên cái người nghèo á, họ chính là cái chỗ để mình gieo phước. Không có người nghèo mình làm phước với ai? Người ta giàu ta đâu có cần, cho nên sao cho? Mà cho thì phải cho người nghèo. Vậy thì người nghèo chính là cái chỗ. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu nói á, cái người nào mà nghèo mà tới với mình đó, mình phải trân trọng, mình cảm ơn. Tại vì họ chính là người giúp cho mình thành tựu được cái hạnh cúng dường bổ thí.